Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vua Đồ Đẹp. Thì video ngày hôm nay, Ambe Vua Đồ Đẹp sẽ giới thiệu tới các anh top 5 chiếc bàn lửa khò xì ga được bán chạy nhất trong đầu năm 2020 năm nay các anh nha. Mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của 5 mẫu này giúp em các anh nhé. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến từng mẫu để mình có thể xem chi tiết, cũng như là mình có thể xem là lý do tại sao mà những mẫu này lại được bán chạy đến như vậy. Thì đầu tiên em sẽ đi đến đó chính là một mẫu đến từ thương hiệu Rubyskin các anh nha, với mã hàng là SK79. Các anh nhớ giúp em nha, mẫu này là có mã hàng là SK79 với gam màu xanh. Ngoài gam màu xanh này ra thì mình còn có thể lựa chọn gam màu cam hoặc là gam màu đen các anh nhé. Rất là nhiều gam màu để các anh mình có thể lựa chọn luôn. Và mẫu này rất là tiện ích, các anh mình có thể quan sát được dung lượng ga. Mình có thể quan sát được đúng không ạ? Mình có thể quan sát được dung lượng ga giúp các anh mình có thể chủ động hơn. Cũng như là một điều tiện ích nữa đó chính là lửa kho có gài các anh nhá. Lửa kho có gài như thế này rất là tiện lợi luôn, giúp các anh mình có thể gài khi mà mình kho lâu mà không hề bị mỏi tay các anh nhá. Rất tiện ích cho các anh đúng không ạ? Và mình có thể quan sát lửa kho rất mạnh, cũng như cực kỳ trong và xanh luôn, giúp các anh mình có thể kho điếu xì gà của mình, thưởng thức một cách ngon nhất mà không hề ảnh hưởng hay là bị ám mùi điếu xì gà của các anh đúng không ạ? Lửa rất mạnh và trong xanh luôn. Rất mạnh và trong xanh luôn đúng không ạ? Và điều tuyệt vời ở mẫu này đó nữa là cầm nắm rất là nhẹ luôn các anh nha. Cầm nắm rất là nhẹ nhàng và cái cảm giác cầm rất là vừa tay các anh, rất là vừa tay. Và điều đặc biệt hơn nữa là giá thành cực kỳ là rẻ luôn nha. Giá thành rất là rẻ mà lại bền đẹp, giá trị sử dụng cao như thế này thì còn lý do gì mà chúng ta không lựa chọn mẫu SK79 này đúng không ạ? Ở đây thì mình có cổng bơm ga các anh nha. Ở đây thì mình có cổng bơm ga, các anh mình có thể sử dụng bình ga mini dí vào và ấn nhả giúp em. Ở trên kênh YouTube nhà em này cũng có video hướng dẫn các anh cách bơm ga đúng, thì mình có thể tham khảo ở trên video giúp em nhé. Rất là dễ dàng thôi, các anh mình hoàn toàn có thể tự bơm tại nhà khi hết, rất đơn giản và dễ dàng. Rubyskin SK79 rất là giá rất là bình dân mà cực kỳ nhẹ, mạnh, cũng như là khóa gài tiện dụng, ấn tượng như thế này thì quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Thì em sẽ đi đến mẫu thứ hai các anh nha. Mẫu thứ hai là một mẫu đến từ thương hiệu Jobon. Một mẫu đến từ thương hiệu Jobon, khi mà các anh thoạt nhìn qua thì mình thấy là khá là bóng bẩy, cũng như là cực kỳ đẳng cấp luôn đúng không ạ? Rất đẳng cấp và sang trọng luôn. Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết giúp em nha. Mẫu này rất là sang luôn các anh ạ. Rất là sang và cực kỳ đẳng cấp luôn. Ở đây thì mình có logo của Jobon nhé. Ở đây thì mình có logo của Jobon. Rất là sang trọng, gam màu vàng gold, bóng bẩy và đẳng cấp như thế này. Chất liệu thì được làm bằng kim loại các anh nhá, rất là bền đẹp luôn. Ngay cả khi các anh mình bị rơi thì cũng khó lòng mà có thể hỏng được các anh ạ. Và điều tiện dụng ở mẫu này nữa là được tích hợp một đục khoan xì gà các anh nhá. Được tích hợp một đục khoan xì gà, lưỡi đục inox rất sắc bén cũng như cực kỳ là trường, giúp các anh mình có thể đục khoan điếu xì gà của mình mọi lúc mọi nơi, lấy hơi một cách dễ dàng và rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì các anh mình cũng có thể điều chỉnh ga to nhỏ. Các anh mình có thể quan sát giúp em nha. Mình chỉ cần xoáy ở cái phần màu đen bên trong này giúp em, xoáy sang chiều dấu cộng để tăng lửa và xoáy sang chiều dấu trừ để giảm lửa giúp em các anh nhá. Rất là tiện lợi luôn. Lửa kho 3 tia. Wow, lửa kho 3 tia vô cùng mạnh mẽ cũng như rất là trong và xanh luôn đúng không ạ? Nhỏ gọn, tiện lợi và sang trọng như thế này giúp các anh mình có thể mang theo mọi nơi mà không hề vướng víu hay là nặng nề một chút nào đâu đúng không ạ? Thiết kế rất ấn tượng, tạo nhiều cảm hứng cho các anh khi mà mình thưởng thức xì ra. Đẹp, sang trọng và bóng bẩy đẳng cấp như thế này. Giá thì lại rất là bình dân luôn nha, giá cực kỳ bình dân luôn. Khi mà cầm trên tay thì rất là đẳng cấp các anh ạ. Rất là đẳng cấp và rất là phong cách luôn. Với mã hàng là ZB957 các anh ạ. Mình nhớ giúp em mã sản phẩm là ZB957 nhé. Tiếp theo thì em sẽ đi đến mẫu bán chạy thứ 3 của chúng ta. Đó chính là một mẫu đến từ thương hiệu Rubyskin các anh ạ. Thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ chơi xì gà đẹp luôn. Thương hiệu Rubyskin với mã hàng là Ezia 1008 nhé. Các anh nhớ giúp em mã sản phẩm là Ezia 1008. Với thiết kế rất là phong cách và rất là nam tính như thế này đúng không ạ? Mẫu này thì chúng ta có 3 gam màu, đó chính là gam màu đỏ, đen và vàng. Thì trên đây em đang cầm đó chính là gam màu đen các anh nhỉ. Gam màu đen thiết kế rất là độc đáo. Ở đây thì mình có đục khoan xì gà, lưỡi đục inox rất sắc bén cũng như là rất là trường luôn. Và đặc biệt nữa là chúng ta có ô cửa sổ quan sát dung lượng ga ở đây các anh nhỉ. Mình có thể chủ động bơm ga khi hết, tránh trường hợp khi mà các anh mình chuẩn bị ra ngoài mà ga sắp hết mà các anh mình không biết để bơm nha. Rất là chủ động khi mà các anh ra ngoài, mình có thể bơm trước khi ra ngoài rất là tiện lợi. Lửa khò một tia siêu mạnh đúng không ạ? Các anh mình có thể quan sát tụi em lửa rất mạnh luôn và cực kỳ trong và xanh luôn, cho cảm giác cầm nắm rất đầm tay và cực kỳ là thoải mái cho các anh sử dụng luôn nha. Không hề khó khăn một chút nào đâu ạ. Lửa khò rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh mẽ. Các anh mình có thể quan sát giúp em nha. Với gam màu đen, chất liệu thì được làm bằng kim loại các anh nhé. Kim loại và nhựa rất là bền bỉ, cực kỳ là đẹp và chất lượng, đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng về phụ kiện cũng như là đồ chơi xì gà đẹp luôn. Anh nào mà mình kết mẫu này thì mình có thể nhớ về mã sản phẩm là Ezia 1008 các anh nha. Em sẽ đi qua mẫu luôn và đến mẫu thứ 3, đó chính là một mẫu được bán chạy không chỉ năm nay mà được bán chạy trong các năm ở tại Ambe Shop luôn, với mã hàng là COB71. Chắc chắn là mẫu này cũng không quá xa lạ đối với các anh đúng không ạ? Một mẫu bật lửa khò có thể nhìn xuyên thấu luôn, nhìn xuyên thấu bên trong, giúp các anh mình có thể chủ động bơm ga khi hết, cũng như là có một đục khoan xì ga như thế này, tiện dụng như thế này, rất là tiện luôn đúng không ạ? Ở đây thì mình có logo của Cohiba và Siga. Mẫu này thì đến từ thương hiệu Cohiba các anh nha. Chất liệu được làm bằng nhựa ABS cao cấp, siêu bền và cũng như là siêu chịu lực luôn, nên các anh mình hoàn toàn yên tâm nha. Lửa khò 3 tia rất mạnh mẽ luôn. Các anh mà mình mới bắt đầu chơi hay là các anh mà mình chơi lâu rồi thì các anh mình cũng đều rất là thích cái mẫu COB71 này luôn các anh ạ. Nên là đây cũng là một gợi ý rất là tuyệt vời cho các anh mà mình mới tập chơi nhá. Rất là tuyệt vời. Lửa khò 3 tia vô cùng mạnh mẽ đúng không ạ? Các anh mình có thể quan sát giúp em, rất là trong và xanh luôn, giúp các anh mình có thể thưởng thức điếu xì gà của mình một cách ngon nhất, tuyệt vời nhất mà không hề ảnh hưởng tới hương vị của mình. Ở đây thì mình còn có cái phần để điều chỉnh ga to nhỏ rất là dễ dàng. Các anh chỉ cần xoáy theo chiều dấu cộng để tăng lửa và xoáy sang chiều dấu trừ để giảm lửa thôi các anh nha. Rất đơn giản và dễ dàng luôn. Mẫu này thì em thì cũng không review nhiều nữa, bởi vì là mẫu này nó quá là hot rồi và cũng như là bán quá là nhiều rồi. Nên là em sẽ đi đến mẫu cuối cùng, đó chính là một mẫu cũng đến từ thương hiệu Cohiba với mã hàng là COB32. Mẫu này thì đặc biệt cao cấp và cũng như rất là sang luôn các anh nhỉ. Mình có thể quan sát giúp em thiết kế rất là sang trọng cũng như là cực kỳ nhỏ gọn như thế này. Một chiếc bật lửa có thể nói là vượt qua giới hạn của một chiếc bật lửa thông thường. Chiếc bật lửa này với 3 tia lửa khò các anh nhỉ. 3 tia lửa khò này cũng vô cùng trong xanh và sạch và mạnh mẽ luôn, rất là tiện lợi, và cái chất liệu được làm bằng kim loại. Và các anh mình hoàn toàn yên tâm rằng là nếu như mà mình bị va đập cũng như là mình làm rơi từ trên cao xuống cũng không hề lo lắng rằng là bị hỏng các anh nhá. Không hề dễ hỏng và cũng như là cực kỳ bền luôn. Ở đây thì mình được tích hợp thêm một đục khoan xì gà bền đẹp cũng như là sắc bén như thế này, giúp các anh mình có thể lấy hơi nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, rất dễ dàng đúng không ạ? Ở đây thì mình cũng có điều chỉnh ga to nhỏ. Các anh mình hoàn toàn có thể điều chỉnh sang chiều dấu cộng để tăng lửa và xoáy sang chiều dấu trừ để giảm lửa giúp em nha. Rất dễ dàng. Ở đây mình còn được tích hợp thêm một ô cửa sổ quan sát dung lượng ga, giúp các anh mình có thể chủ động mọi lúc mọi nơi, rất tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc bật lửa khò không chỉ còn là một chiếc bật lửa nữa mà còn là một phụ kiện cá tính rất là riêng biệt, mà những anh mà mình không sở hữu mẫu bật lửa này thì không thể nào mà có được đúng không ạ? Rất là chất lượng và cao cấp luôn, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ chất lượng và cực kỳ là đẹp và sang trọng luôn. Các anh mình có thể hoàn toàn mang theo khi mà đi ra ngoài, đi cà phê cũng như là mình đi công tác, thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các anh đấy ạ. Ở trên đây là em vừa có giới thiệu tới các anh top 5 mẫu bật lửa khò được bán chạy nhất tại Ambe Shop trong năm nay. Thì anh nào mà mình kết mẫu nào thì mình có thể nhớ mã sản phẩm giúp em, và mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.